Xin chào các bạn. Hôm nay mẹ mình đổ cái bánh xèo miền Trung nè các bạn. Thì cái bánh xèo miền Trung nó hơi khác cái bánh xèo miền Tây ở chỗ là nó sẽ đổ vào cái chảo nhỏ hơn, và phía dành này mẹ đổ cái trứng, cho nên các bạn sẽ thấy nó sẽ cong lên như thế này nè. Nhưng mà nó giòn rất là ngon ạ. À, đó, các bạn nghe nó giòn không? Trứng nó bao xung quanh này rất là hấp dẫn luôn. Thì đầu tiên là mình sẽ có bột. Cái này là bột gì mẹ? Này là bột lọ á. Đây là 200g bột lọ. Vậy là mình sẽ sử dụng cái bột gạo này nha các bạn. Chắc là dùng bột gạo mịn cũng được phải không mẹ? Được rồi. Cái này là 200g tôm. Dạ. 200g thịt. Dạ. 50g gan heo xay. 50g thịt nạc. Dùng cái nước có ga để cho cái bánh nó sẽ giòn hơn. Dạ. Soda. Mình làm cái liều lượng là 200g bột là mình sẽ hòa với lại 330ml soda. À, cái này là cái soda và cái nước uống có ga các bạn. Nếu mà các bạn không có cái nước uống soda này á, thì mình có thể thay thế bằng bia. Nhưng mà khi mà các bạn dùng bia thì các bạn dùng cái độ nhẹ nhẹ thôi, giống như bia Heineken hoặc là cái bia gì nó nhẹ. Chứ mình thấy làm cái bia 33 thì nó hơi nặng, cho nên nó nặng mùi. Và một cái lon này là 330ml nè. Bây giờ mình sẽ cho hết vô đây luôn. Nếu mà các bạn muốn cái bánh xèo của mình á, giòn á, là mình sử dụng cái nước có ga thì nó sẽ giòn ngon nha. Thì mình quậy bột cho nó tan vào trong nước. Sau đó mình sẽ để qua một bên và cho nghỉ 30 phút. Trong cái thời gian nghỉ thì mình sẽ đi chuẩn bị nhân cho bánh xèo nha các bạn. Thái mỏng mới ngon phải không mẹ? Thôi vừa thôi chứ mỏng quá cũng không được đâu này. Giờ mình ướp nửa muỗng cà phê muối, 1/6 muỗng bột ngọt. Dạ. Nếu mà các bạn nào không ăn bột ngọt thì mình không cần cho vào nha. Dạ, ướp mình để đây. Rồi mình ướp một xíu để mình xào cho nó thấm. Vậy là giờ mình sẽ xào nhân với lại là xào nước chấm luôn. À, làm nước chấm trước. Cái bánh xèo này á, là mình làm bằng dầu phộng á. Dầu phộng mình ép ở quê. Trước khi là dầu phộng là mình đũa vào đi, mình khử cho nó. Là mình sẽ chưa có bắt lửa mà mình đổ dầu vô mẹ. Mình bật lửa lên. Mình sẽ bật lửa nhỏ hay lửa vừa mẹ? Đó, lửa vừa. Cho dầu nó chín. Vậy là mình sẽ khử dầu phụng bằng cách là mình bật lửa lên. Cứ để như vậy cho nó bốc hơi lên nha các bạn. Mình sẽ thấy cái dầu phụng nó bốc hơi như thế này đó các bạn. Tức là mình làm cho nó chín dầu á. Thì bây giờ nó bốc hơi như vậy, nó chín thì nó sẽ không bị hôi nha. Mỗi lần ăn thì mình làm như vậy rồi mình bắt đầu mới chiên xào gì hết. Rồi bỏ tỏi đồ vô. Mình tắt bếp ha. Tắt bếp. Để lấy dầu ra. Dạ. Chứ không á, dầu nó còn đang nóng như thế này mà mình bỏ tỏi vô là nó cháy liền á. Chỉ để một xíu lại nha. Dạ. Đấy là mình xào sao với cái tôm. Mình để ra chén để lát mình chiên bánh xèo còn một xíu nữa. Bây giờ mình khử tỏi hành để mình làm cái nhân nha. Vậy là mình xào sơ thôi nha các bạn. Mình xào nhiều cái thịt nó chín quá, tại một lát mình chiên bánh xèo á, mình còn chiên nữa. Xào tôm luôn. Xào sơ thôi. Tôm mình xào lửa lớn, không cần dầu luôn nha các bạn. Không cần nêm gì hết. Con tôm mình muốn giữ được cái chất ngọt ở trong con tôm á. Nếu mà mình nêm á thì mình không có nghe được cái chất ngọt, nên mình không nêm gì hết luôn. Tôm sơ sơ rồi đó. Dạ. Sơ vậy thôi ha. Là sơ rồi. Dạ. Rồi mình cũng xong cái tôm rồi nha các bạn. Giờ mẹ mình sẽ làm cái nước chấm. Vậy là mình làm cái nước chấm này phải có cái tương hột nha các bạn. Đây là cái ra nước chấm rất là đặc trưng ở miền Trung, ăn vừa béo mà vừa ngon nữa. Khử hành cho nó thơm. 2 muỗng cà phê vung nè. 2 muỗng vung á các bạn. Giờ mình tán ra. Mình tán cho nó mịn. Còn nếu không á thì các bạn làm nhân xong á xay lại. Con thấy cái nước chấm nem nướng Ninh Hòa là người ta làm xong cũng tương tự giống vậy nè. Cũng có gan, cũng có thịt, cũng có tương mà họ xay ra. Xong hết là họ xay mịn ra nó ngon lắm. Không á thì mình tán nó hơi lâu. Hơi lợn cận tí. Nhưng mà tại nhà mình thích ăn lợn cận á mà. À. Cái hành của mình phi vàng rồi cái mình bỏ gan vào nha các bạn. Cái gan này mình mua về á
mình rửa sạch, mình ngâm muối hoặc là mình ngâm sữa cho nó ra bớt chất độc rồi mình xay nha. Mình bỏ luôn thịt, mình xay luôn. Rồi mình bỏ thịt vô luôn. Thơm quá. Này chưa nêm. Mình bỏ cái tương hột vô. Tương hột này mình bỏ luôn, mình xay luôn. Bắt đầu là mình xào lạnh như này. Dạ. Tại vì cái tương hột nó ngọt, nó mặn đó các bạn, cho nên mình phải bỏ vô rồi mình cho nó hòa quyện nhau hết rồi mình nêm nó như thế nào, nó còn nêm dây nữa. Một muỗng cà phê muối. Mặn nha. Có cái nước không? Có cái nước rồi. Mình chế một nước, một xí nước cho nó loãng loãng ra nha các bạn. Đó các bạn nhìn cái lượng nước mình chế nó cũng ít gì nè. Là mình có món của miền Trung là họ ít cho ăn ngọt nên không có nêm đường. Vậy là cái món này không có nêm đường. Cái nước chấm này không có nêm đường. Nếu mà các bạn nào thích đường thì mình nêm thêm xí đường nha. Khi mà nó chín thì mình dặn nhỏ lửa. Tí bột ngọt vào. Dạ. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Đâu, chứ nửa muỗng, 1/5, 1/6 muỗng cà phê bột ngọt thôi. Vậy là 1 tí tê bột ngọt vô. Tí bột ngọt thôi, không có nêm đường. Đây đã chín rồi, mình đổ thêm tí bột năng, hoài bột năng mình đổ vào. Mình sẽ dùng cái bột năng nào cũng được ạ. Hôm nay nhà mình dùng cái bột năng này. Mình sẽ cho khoảng nhiêu đây nè, 1 muỗng canh bột năng. Mình hòa nước vào, mình bỏ vào. Nhưng mà cái này mình không có bỏ hết các bạn. Mình bỏ vào trong cái hỗn hợp. Khi nào mình nó sệt đủ rồi mình ngưng. Mà còn dư, nếu mà còn dư thì mình sẽ bỏ đi. Giờ mình thích ăn lỏng lỏng thì mình cho nhiều nước vô một xí. Ngon lắm, có mùi. Cái này xay ra là ngon lắm, để họ xay cho ngon. Mình sẽ cho cái nước vào cái bột năng. Chủ yếu là cho nó tan cái bột năng các bạn. Cho nên cái lượng không cần chính xác đâu nha. Sau khi mà nó hòa tan nước với bột năng thì mình sẽ cho từ từ. Để cho cái nhân của mình nó sệt một xí thì chấm nó mới ngon. Nhưng mà đừng có sệt quá. Sệt quá mình chấm nó rất là khó. Vậy là mình cho khoảng chừng 2 muỗng cà phê. Còn dư bao nhiêu thì mình bỏ các bạn. Cái này cũng không nhiêu tiền. Khi mà mình làm quen rồi thì mình sẽ cho cái lượng nó vừa đủ. Cái này bây giờ mình để nguội, mình xay cho nó ngon nha. Vậy là cái nhân của mình nó xong rồi nha. Ngon quá. Rất là béo, rất là thơm. Cái nước chấm hồi nãy mình làm xong á các bạn, mình đợi nguội, sau đó mình sẽ xay ra. Trong quá trình xay mà các bạn thấy nó đặc á thì các bạn thêm xí nước vô nha. Đó, ngon ghê không? Cái này mình để đậu phộng lên. Rồi mình để ớt vô là ngon lắm. Cái bột của mình á cho ủ được hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Nửa muỗng hả mẹ? Không, gắp nhỏ. Bỏ mình canh cho nó vừa, cái độ vào nó vừa phải thôi. Vậy là mình bỏ từ từ cho nó vừa. Như bánh xèo ở quê mình có ăn bột nghệ nhiều không mẹ? Bột nghệ nhiều á. Nó vào cái bánh, mẹ ăn tốt không chứ? Dạ. Vậy là mình cứ pha từ từ cho đến khi nào mình vàng. Mình thấy nó vừa vàng là được rồi. Dạ. Đó, mình bỏ một tí muối nè, nửa muỗng cà phê muối. Phải bỏ tí muối vô cho nó đậm đà. Vậy là mình phải để nhiều hành hả mẹ? Vừa hành thôi. Dạ. Đó, nếu mà các bạn thích nhiều thì để nhiều nha. Cái hành các bạn đừng có sắc to quá, sắc như mẹ mình là ngon nè. Nhỏ nhỏ thôi. Thường ở Việt Nam các bạn thấy mình hay dùng cái hành hương nè. Là cái hành cái cọng nó nhỏ nhỏ như vậy nè, nó thơm. Nhưng cái hành cọng to quá nhiều khi nó không thơm bằng. Hôm nay nhà mình làm ít nè, có 200 gram bột. Được cũng 4 người ăn mẹ ha. 4 người ạ. Dạ. Ăn ít mới ngon chứ mà đổ nhiều quá ngán. Cái này đổ cũng nhanh mà. Ừ, có thêm 2 cái trứng gà nữa. Dạ. Vậy là để vô nó béo ha. Chừng nào mình mới bỏ vô mẹ? Tí nữa mình đổ, mình mới đổ. Dạ. Đó, bây giờ mẹ mình sẽ đổ bánh xèo. Thì thường cái bánh xèo miền Trung mình thấy nó nhỏ nhỏ, mà cái khuôn nhỏ nhỏ à. Các bạn có cái chảo nhỏ nhỏ đổ nha. Mình đập 2 quả trứng. Để 2 chén hả mẹ? 1 chén thôi. Nếu mà mình đổ vô trong bầu cũng được. Mà cái bánh nó sẽ không có giòn lâu. Vậy là mình đổ cái trứng sang một bên giúp cho cái bánh mình thêm giòn nha các bạn. Đây là bí quyết của mẹ mình nè. Các bạn bữa nào làm thử xem có đúng như vậy không nha. Đắt mình toàn cái trứng đi. Rồi chuẩn bị đổ bánh xèo nha các bạn.
cái dầu phộng hồi nãy mình đã khử rồi đó. Dạ. Đổ dầu phộng luôn. Cái lửa cũng phải to hả mẹ? Vừa vừa thôi, lửa to quá nó cháy. Dạ. Mình bỏ mấy con. Chảo là phải thiệt nóng nha các bạn. Các bạn thấy là mình bỏ vô nó kêu xèo xèo á, là chảo nó nóng mới được á. Bởi vì mới có tên là bánh xèo. Rồi thích ăn tôm với ăn thịt nhiều thì mình để nhiều vô ha. Và đặc biệt ghê không? Hết nguyên cái bánh rồi nè. Múc bột. Rồi múc một giá lưng lưng. Chuyển sao cho nó vừa đủ cái bánh được đó. Vừa đủ một cái bánh là được. Cho miếng giá lên nè. Mình có đậy nắp không nè? Đậy nắp trong vòng 1 phút luôn. 1 phút là mình mở nắp ra. Dạ, vậy là đậy nắp trong vòng 1 phút. Rồi mình chỉ mở ra mới giòn ha. Mở ra. Chứ mình đậy luôn á, không giòn các bạn. 1 phút là mở bông ra. Wow, ngon quá. Thêm 1 tí dầu mình đổ dừng vào đây. Để cái thành nó giòn á các bạn. Đó, đổ dầu vô tí rồi mình cũng lấy lại chứ không phải là mình đổ hết dầu này đâu. Tí như là sao mình sẽ lấy lại cái dầu này. Wow, xèo xèo ngon quá. Để thêm một xíu nữa. Để thêm một xíu nữa. Cho dầu nó thấm vô bánh nó để được giòn lâu. Thường mình thấy ở miền Nam cũng vậy các bạn. Người ta chiên bánh xèo xong người ta sẽ đổ cái dầu vào cái viền xung quanh đó. Nó giúp cho giòn. Bây giờ là mình đổ trứng gà vào. Một, sau một phút đó, thì bây giờ mình sẽ đổ trứng gà nha các bạn. Trứng gà giúp cho bánh không những giòn ngon mà nó còn ngon, béo nữa. Ngon. Đó. Mình thích đổ hết nguyên cái bánh thì mình đổ, hoặc là mình đổ cái rìa, hoặc là mình đổ nửa cái. Cái này là mẹ đổ rìa phải không mẹ? Vậy là xung quanh mình sẽ ăn trứng. Wow, ngon quá. Đậy nắp lên một tí này. Dạ. Đúng rồi, đậy nắp một xí nữa cho cái trứng chín hẳn luôn. Cái trứng nó sẽ làm cho cái bánh của mình nhìn dày dặn, nhưng mà thật ra cái lớp bột nó mỏng các bạn. Wow, nó giòn, mình canh nó giòn ở dưới đáy như vậy là được rồi các bạn. Nó chín vàng hết. Rồi mình sẽ gấp nó lại nè. Ồ, nó giòn quá. Gấp muốn không được luôn. Nó khố luôn á. Ồ, ngon quá. Giòn lắm. Giòn. Cái này mà ăn liền ngon các bạn. Giờ mình sẽ chắc cái bớt cái mỡ này ra. Cái dầu này ra. Để mình làm được cái bánh xao. Cái nước chấm mình đã xay xong rồi nè. Giờ mình cho miếng đậu phộng vô nè. Mình bỏ tí tương ớt này vào. Cho tí tương ớt vào. Đó. Các bạn biết không, cái bánh xèo miền Trung là đặc sắc nhất là ở cái nước chan, nước chấm này nè. Ở Huế thì người ta kêu bằng cái nước lèo Huế. Cách làm cũng tương tự. Mà ở quê mình kêu bằng cái gì mà? Nước chấm mà, nước tương. Kìa, quê mình thì kêu bằng nước tương. Hôm nay mình sẽ ăn với bánh xèo nha. Rồi, xin mời các bạn. Mình sẽ dùng thử cái bánh xèo. Nhìn nó xấu xí nhưng mà nó ngon lắm các bạn. Đây, các bạn thấy không ạ? Nó giòn lắm. Đó, rất là ngon luôn, giòn khố luôn. Mình sẽ ăn không thử xem thế nào. Nó giòn mà nó xốp bên trong á các bạn. Với lại là kèm theo á, có trứng á, cho nên mình cảm giác nó béo hơn nè, nó ngon hơn. Và con tôm nè, ngon quá. Mình ăn không như vậy cũng thấy ngon nữa. Nhưng mà thường á là mình thấy ở nhà mình hay ăn vậy nè. Đó, thêm miếng rau nè. Miếng bánh tráng, miếng rau nè. Này là miếng chuối chát. Mùa này đang mùa hè các bạn, ăn rau thoải mái luôn. Đây. Mình sẽ ăn với cái nước chấm đặc biệt này. Quậy lên ăn nè. Nước chấm nó béo, ngon ơi là ngon mà. Chấm rất là béo các bạn. Mà cũng rất là vừa ăn, không quá mặn. Cho nên mình có thể chấm nhiều nè. Cay cay, béo béo. Ngọt ngọt của thịt, thích lắm. Ăn trúng con tôm á. Cái vỏ ở ngoài rất là giòn, nhưng mà tôm thịt ngọt. Bột bánh xèo nó xốp xốp, rất là ngon các bạn.
Khi mà các bạn ăn cái bánh xèo miền Trung thì các bạn sẽ nghe rõ cái độ ngọt của tôm nè, của thịt nè, và béo của trứng chứ không phải là béo của nước cốt dừa giống như là bánh xèo của miền Tây. Thường là bánh xèo miền Tây các bạn sẽ thấy là cái dòng ở ngoài nó rất là giòn và ở trong nó hơi mềm. Rồi riêng cái bánh xèo miền Trung này là nó sẽ giòn ở phía ngoài và phía trong luôn các bạn. Rất là giòn, xốp. Giòn, rất là xốp, rất là ngon nè. Đó, mình ăn được giòn hết cả cái bánh và có nhiều trứng. Nếu mà bạn nào thích ăn trứng là bảo đảm mê cái bánh này luôn. Đây cũng chính là một cái nét riêng của cái bánh xèo miền Trung mà làm nhiều người nhớ. Video clip của mình đến đây là hết rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ làm cái món này đãi gia đình và người thân. Lâu lâu mình đổi món với cái món bánh xèo miền Trung. Bảo đảm với các bạn là mọi người sẽ thích, vì nó có cái độ béo vừa, cái độ ngọt thanh, mặn mà rất là ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.